Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà lô góc hai mặt thoáng, giá rất là hợp lý, 1 tỷ 750 triệu ô tô đỗ cửa mọi người nha. Với cái thông số nhà như sau, diện tích 37m2, lô góc, thiết kế xây dựng và là 4 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị theo em vào phần cụ thể của căn nhà. Ngõ trước nhà đây mọi người có thể nhìn thấy ô tô có thể đỗ cửa, ngõ thông, ô tô đi qua. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, lớp bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà này là lô góc thoáng hai mặt mọi người nha. Đấy, như phần hoàn thiện của ngôi nhà mọi người có thể nhìn trên video về phần gạch lát nền, phần trần thạch cao, phần sơn đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi ạ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã hoàn thiện xong. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Vị trí là để xe ở phía bên dưới. Gạch lát nền kích thước 60-60. Chủ đầu tư có ốp gạch thẻ ở đây để ngăn cách với cái khu vực cầu thang ở đây rồi. Tiếp theo, đây chính là phần phòng bếp của căn nhà rất là rộng mọi người ạ. Diện tích 37m2. Vì nó là lô góc cho nên là cửa sổ mở sang bên cạnh đây mọi người ơi. Rất là thoáng. Trong phòng bếp cũng như ở phòng ngoài, phòng nào cũng mở cửa sổ hai bên hông. Tủ bếp cũng được hoàn thiện đầy đủ với cái căn nhà này. Thiết kế gỗ MDF, chống cong vênh, mối mọt, phụ kiện bếp đều được hoàn thiện đầy đủ. Chất liệu inox 304, chậu rửa bát. Đấy, nước sạch đây ạ. Mặt bếp được ốp đá đen granite và xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60 để dễ dàng lau dọn vệ sinh với các bà nội trợ. Và cái màu sắc của tủ bếp thì mọi người có thể nhìn thấy màu trắng và ở dưới là vân gỗ óc chó đây. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây thì là phòng vệ sinh ở tầng 1 này chỉ là phòng vệ sinh phụ thôi. Đầy đủ về bồn cầu, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc được lát đá xanh hoa cà. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế gác lửng phòng khách như thế nào. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gác lửng để làm phòng khách rất là hiện đại, rất là thoáng. Và thiết kế thêm một phòng ngủ thì đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Đây mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng. Không gian phòng khách rộng, thoáng, cửa sổ mở ra phía bên hông. Đó, trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần chiếu sáng. Vách đây, ở đây cũng có một cái vách gỗ CNC này. Ở dưới đây là cái tủ để đồ nho nhỏ ở cái khu vực phòng khách này. Toàn bộ gạch lát nền của ngôi nhà là kích thước gạch 60-60. Hướng nhà Tây Nam mọi người nha. Ngọc Ánh xin nhắc lại hướng nhà. Và căn nhà giá chỉ 1 tỷ 750 triệu đồng thôi. Đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700 đến 800 triệu đồng thôi là có thể sở hữu ngôi nhà mơ ước cho mình rồi. Hành lang cầu thang đi vào cũng rất là rộng. Đấy, toàn bộ vì là lô góc cho nên là cửa sổ mở ra phía bên ngoài rất là thoáng nha mọi người. Tầng 2 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 2 thì đầy đủ bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh. Đấy. Và ngoài ra thì còn một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì vô cùng thoáng mọi người nha. Bởi vì là căn này là căn vừa là mặt ngõ vừa là lô góc, cho nên là thoáng hai bên, hai mặt luôn. Cửa sổ mở ra hướng ở phía bên ngoài mặt ngõ, thoáng vĩnh viễn. Và cái hướng nhà là hướng Tây Nam thì hiện tại giờ Ngọc Ánh đang quay là 12 giờ trưa nhưng không hề nắng nha mọi người. Mọi người thường thường mua nhà cứ kiêng hướng Tây nhưng thực ra là mỗi người hợp một hướng, nhưng nếu như quý khách hàng nào mà hợp hướng Tây Nam thì căn nhà này là một căn nhà đáng để lựa chọn. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy. Căn nhà này thì theo hiện trạng mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng với cái giá bán 1 tỷ 750 triệu đồng. Đó. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 3 của ngôi nhà.
Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ bên đây tương tự như là phòng ngủ tầng 2 mọi người ạ. Mỗi cái diện tích căn phòng này này nó rơi khoảng tầm 10m, 11m2 nha. Rất là thoáng. Đấy, đằng trước ở đây là có một cái lô đất trống chưa xây dựng. Nói chung là Ngọc Ánh review rất là kỹ gửi tới quý khách hàng. Để quý khách hàng kể cả về cái giá cả cũng như là cái thông số đường, thông số ngõ chuẩn đến 99% mọi người nha. Nhà vệ sinh đây thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ hết mọi công năng trong nhà vệ sinh cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Phòng ngủ tiếp theo trên tầng 3 đây. Phòng ngủ này thì rộng hơn phòng bên ngoài một chút. Phòng ngủ này thì rơi khoảng tầm 13m2. Vuông vắn, phòng vuông vắn luôn mọi người nha. Kích thước gạch 60-60. Cửa nhôm hệ Việt Pháp. Vị trí của ngôi nhà này, Ngọc Ánh quên không chia sẻ với mọi người. Vị trí của ngôi nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất gần với những tiện ích xung quanh, chợ mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2. Gần với chợ dân sinh, từ vị trí ngôi nhà này, cách với chợ dân sinh chỉ rơi vào khoảng tầm phạm vi 100m thôi mọi người ạ. Có thể đi bộ là ra đến chợ rồi. Rất là tiện, đường xá thì rất là đẹp. Vậy thì lên tới tầng 3 của ngôi nhà đã thiết kế là 3 phòng ngủ rồi. Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người nha. Đó. Rất là sáng và thoáng. Trên tới tầng 4 này thì cực kỳ thoáng luôn mọi người ạ. Ở đây chính là khu vực để máy giặt này, ống chờ này và sàn thoát nước. Một khu để máy giặt riêng. Còn một căn phòng ngủ ở trên tầng 4, còn một căn phòng thờ trên tầng 4 nữa mọi người ạ. Còn nếu như quý khách hàng không sử dụng làm phòng thờ thì có thể sử dụng theo cái mục đích công năng sử dụng của tùy mỗi người, tùy gia đình. Đấy. Đấy mọi người có thể nhìn xung quanh vị trí ngôi nhà này, rất là nhiều nhà cao tầng, đông dân cư và hàng xóm cực kỳ thân thiện mọi người nha. Tiếp theo phần cuối cùng của ngôi nhà. Đây như mọi người có thể nhìn thấy này, toàn bộ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều có cửa sổ hướng ra phía bên cạnh. Thoáng vô cùng. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đây, đó chính là sân phơi. Mọi người ạ, sân phơi rất rộng luôn. Nếu như mà ai có yêu thích trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng lan các thứ thì cái sân phơi này cũng có thể đáp ứng được sở thích của mỗi người. Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý khách hàng, giá chào bán căn nhà này 1.750.000.000 đồng. Giá bán là bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trả vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, sổ đỏ đầy đủ riêng biệt từng căn. Và nếu như quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này hoặc căn nhà khác của kênh Bất Động Sản Nhà Tốt thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.